Hello, xin chào tất cả đến với kênh chia sẻ đầu tư bất động sản của Trần Đình. Hôm nay Trần Đình sẽ chia sẻ cái cách lái xe hoặc cái cuộc sống ở bên này. Vì bình thường thì Đình cũng thường chia sẻ những cái kinh nghiệm về đầu tư bất động sản, nhưng hôm nay Đình đi đến này thì Đình thấy những cái góc cuộc sống bên này thì chia sẻ luôn là bên này người Việt mình ấy nó cũng khá đông. Hiện nay thì theo như tính toán thì Đình cũng nghĩ khoảng hơn 100.000 cả nước Anh cả Scotland, nhưng mà cái cuộc sống của họ thông thường là sinh hoạt và đi xe thì để lấy được một cái bằng lái xe nó rất chi là vất vả, bởi vì ngôn ngữ của mình ấy cũng biết hay là luật đi xe nó cũng chưa nắm được nhiều. Vì vậy có những bản thân Đình là Đình thi được 4 lần anh chị ạ, thi được 4 lần mới lấy được một cái bằng lái xe. Cái thứ hai là có nhiều anh chị thì thi được 10 lần hoặc là 3-4 lần là cái chuyện rất bình thường, ai may mắn thì chỉ có 2 lần, hoặc người nào mà kinh nghiệm nhiều thì họ chỉ lái một lần thì họ đầu. Thì cái việc đấy là một trong việc là cái bằng lái xe. Cái thứ hai, trong cái quá trình mà thi bằng lái xe thì họ lại cho chạy ra những cái đường thực chiến hơn, thực tế ngoài đường này, từ khi cho chạy thì cả cái đường mà đường gọi là đường cao tốc, cho nên nó cũng bắt buộc là phải nằm mới là mình chỉ chạy như thế. Đó là một trong những cái khi mà họ có bằng rồi họ lái xe rất chắc, bởi vì là được đi tất cả cái cung bậc, cái đường khác nhau, thậm chí cả vào được những cái bài đầu xe gọi là parking ở trên đường hoặc là ở những cái trung tâm mua sắm. Cái tiếp theo đó là cái cuộc sống của người Việt ở bên này làm gì, thì Đình thường thường ấy thì Đình nhìn thấy đó là họ làm nail, gọi là làm móng tay ấy, móng chân rất là nhiều. Bởi vì khi họ sang đây thì thông thường những cái người có hai hình thức đi, một là họ đi theo diện là du học, rồi là họ ở lại họ lập gia đình, hoặc họ tìm một cái công ty lớn nào đấy họ làm ở một cái văn phòng hoặc là khách sạn hoặc là những cái hãng gì đấy. Nhưng cái thứ hai đấy thì là họ sẽ đi theo cái đường gọi là chúng ta gọi là đường chui, thì đường gọi là đi sang không có giấy tờ, xong nên là mình khai như thế nào đấy để mình hợp thức hóa cái giấy tờ. Khi có giấy tờ rồi thì cuộc sống bắt đầu là họ đi làm công ăn lương, lương một tuần, thường bên này lương thì họ sẽ trả bằng tuần. Và mình đi làm như thế đến khi có nhiều cặp vợ chồng họ 3-4 năm, như bản thân Đình ấy là khoảng 5 năm sau khi mình mới trả được hết nợ ở Việt Nam, và khi đấy mình bắt đầu là học cách đầu tư và mở thêm nhà hàng. Cái thứ hai, hình thức thứ hai đó là đang làm nail, thì họ thường là họ làm móng tay móng chân đấy. Thì có nhiều người họ sáng đến 5-7 năm họ có điều kiện, họ có tiền, họ mở xong đây là họ thuê lại chính người Việt để làm một số anh em sáng chứ có tiền để mở, họ đang còn cần tiền để họ trả lại ngân hàng, hoặc là ở Việt Nam thì họ lại đi làm lại cho chính những cái người Việt mình. Và khi đi làm đấy thì họ có được cái tiền thì họ tranh thủ để họ gửi về cho gia đình trả nợ. Nhưng cách thứ hai nữa thì họ sẽ đi làm và mở thêm, có 1-2 năm rồi thì họ lại mở ra một cái shop nail gọi là nhỏ nhỏ bé bé, thế hai vợ chồng họ kiếm thêm người yêu hoặc là lại vợ rồi thì họ lại làm tự làm tự ăn. Tự làm tự ăn đấy thì một bộ móng tay cũng khoảng tầm, tùy theo họ làm cả hay là làm ít như thế nào đấy thì Đình cũng chưa hiểu được hết về cái ngành nail, nhưng cái thu nhập của họ thì cũng ổn hơn so với ở Việt Nam. Nhưng mà nếu như làm về bên cái lĩnh vực mà như nhà hàng của Đình ấy thì một bát phở thường thường là khoảng hơn 300.000 tiền Việt Nam một cái bát cơm rang cũng thế. Thì cái thực phẩm thì nó khá rẻ, thực phẩm thì nó chỉ khoảng 300.000 cho một ký thịt bò, và gà cũng khoảng tầm là hơn 100.000, 150.000 cho một ký. Thì đó là một trong những cái rất thuận tiện, nhưng đổi lại thì cái thuế nó rất là cao. Cái thuế thu nhập không cần biết là anh chị lời hay lộ hay như thế nào, nhưng mà cứ 20% tiền vào. Cái thứ hai nữa là cái nhân công nó khá mắc, ngoài ra nhân công nó rất là đắt. Thường thường một tiếng bây giờ là quy định là mình cũng phải trả tầm là 8 đồng đến 9 đồng, thậm chí đâu bếp là phải 10 đồng, hơn 10 đồng, tức là khoảng hơn 300-400.000 cho 1 giờ làm. Đấy, cho 1 giờ làm nha anh chị. Ngoài ra còn phải đóng thêm rất là nhiều cái tiền bảo hiểm, như là bảo hiểm lao động, bảo hiểm thuế nhân viên và bảo hiểm y tế. Đó là một trong những cái nhiều cái thứ nguồn tiền mà mình cần phải đóng. Vì vậy là nói là một cái bát phở sao mình bán đó nó lại được lời cao như thế, nhưng trên thực tế thì nó không là cao như thế, bởi vì nó trừ tất cả những cái khoản chi phí bảo hiểm và chi phí thuế nhân công mà khá cao thì nó cũng chỉ được khoảng 20% so với cái thu nhập tiền vào.
nó là khoảng 20% anh chị, 20% sau khi tiền vào. Đấy. Cái việc mà người làm néo thì họ thường là họ thuế, nhưng mà cái nhân đó thực phẩm của họ thì ít hơn, bởi vì cái tiền sớm thì nó không bao nhiêu, nhưng tiền thờ mà nhân công thuế ở bên này thì họ hơi khó thuế hơn, vì vậy họ trả cái tiền chi phí của thờ nó cũng khá cao, vì vậy tiền lãi của bên néo, ngành néo thì mình cũng chưa làm được mình lắm, nhưng mà một số anh em mà làm có 4 năm thờ thì họ cũng thấy thu nhập họ cũng khá ổn, cũng mua được nhà, cũng mua được xe, mà cũng có được một gia đình dư dật và gửi thêm một ít về Việt Nam. Còn một cuộc sống nữa thì một số anh chị làm văn phòng và làm thêm một cái, những một số anh chị mà chưa có giấy tờ mới sáng thì họ lại là đi khai giấy tờ, và họ một tuần họ cho thêm được bao nhiêu đấy, và chờ đến khi có giấy tờ thì để họ đi làm, trong thời gian đấy thì họ có quyền đi làm thêm ở không bảo, ở cái dạng không bảo thuế. Thì đó là cái cuộc sống của người Việt ở bên này, nó khá là gọi là khác nhau ở nhiều cái cách khác nhau, tùy thuộc vào cái thời nhà ánh sáng hay là tùy thuộc vào cái ngôn ngữ của từng người. Học được nhiều thì mình sẽ mở rộng mối quan hệ sớm hơn và mình sẽ có nhiều cơ hội để làm hơn, ở đâu cũng vậy, cái việc mở rộng mối quan hệ cũng như cái giao tiếp nó rất là quan trọng. Vì vậy là mình cũng thường học thêm nhiều khóa giao tiếp là vì như vậy, mình để có mình như có một cái cuộc sống nó tốt thì bắt buộc mình phải mở rộng cái bản thân mình hơn, mình trao giá trị được cho nhiều người, và mình trao được giá trị cho xã hội thì mình sẽ nhận lại được tương đồng với cái giá trị đó. Đó là một những cái bài học mình học được từ của những người thầy Phạm Thanh Long và rất nhiều người thầy khác. Ngày xưa như Đình Sáng đây là thời gian ban đầu mình cũng ít học hỏi và mình cũng ít hiểu biết, thì mình làm thì chỉ tập trung vào một cái ngành nghề nhất định nào đấy. Đó là mình chỉ tập trung vào ngành nghề nhà hàng, hoặc là đi làm thuế thì mình chỉ biết làm thuế. Nhưng sau này thì Đình học hỏi và được mở rộng ra thì Đình cũng đã làm thêm rất là nhiều, may mắn của Đình đã làm thêm được rất là nhiều cái ngành nghề ở Việt Nam, đó là bất động sản. Bất động sản ở Việt Nam thì Đình cũng đã thành công trên cái lĩnh vực bất động sản đầu tư đấy. Cũng may mắn cho Đình là lúc ở nhà thì mình cũng đã từng là đầu tư qua bất động sản. Vì vậy là lúc đầu có nhiều cái mình cũng đầu tư sai, mình cũng đầu tư mua không có kinh nghiệm, không có giấy tờ. Nhưng sau này cái cuộc sống đấy nó có nhiều ra được nhiều cái kinh nghiệm nào, và vấp được nhiều hơn, thì sau này mình đã có được nhiều kinh nghiệm tốt hơn trong cái việc đầu tư, và mình cũng đưa ra được cái lợi nhuận nó tốt hơn ở những cái việc đầu tư đấy. Vì vậy là mình cũng chia sẻ lại sơ qua về cái cuộc sống của những người Việt ở bên này. Nhưng có một số anh chị mà không có giấy tờ thì cũng khá vất vả. Thời gian đầu Đình ngày xưa cũng vậy, chứ có giấy tờ thì mình sống, mặc dù là họ không bắt nhiều đâu anh chị, nó không bắt nhiều, nhưng mà để sống cái tinh thần nó cũng không được thoải mái so với cái cuộc sống đi ra. Mình cần phải nhìn trước nhìn sau, đó là một trong những cái là góc độ là cuộc sống nó bị thiếu cái gì thì mình lo cái đấy, thiếu tiền thì mình lo tiền, mà thiếu không được hợp pháp thì mình lại lo cái chuyện hợp pháp. Cho nên cuộc sống như thế nào là do mình suy nghĩ. Thì qua những cái góc độ đấy thì Đình cũng chia sẻ lại, thế đấy nó cũng có đúng có sai, cũng đúng với cái trường hợp của Đình, nhưng chưa chắc nó là đúng với trường hợp của một số anh chị ở bên này. Vì vậy có những cái gì đấy sai sót thì anh chị cũng hiểu cho rằng là cái góc độ chia sẻ cá nhân, chứ mình không có cái chuyện là bóc phốt ra ở đấy, hoặc là mình nói như thế nào, bên nào tốt, bên nào xấu, hoặc là như thế nào cả. Anh chị thấy hay thì anh chị cũng cho ý kiến để Đình sẽ được góc nhìn học hỏi hơn. Mà anh chị thấy có cái gì đấy cần phải đóng góp thì cứ nhắn cho Đình, cũng để Đình có được những cái góc nhìn và học hỏi được nhiều hơn, để mình cùng nhau phát triển được cái cộng đồng người Việt ở bên này, và cũng chia sẻ được cho những người ở quê hương mình họ có được những cái góc nhìn của anh em người Việt ở bên này. Và anh em nhớ đăng ký kênh để lần sau Đình có những cái chia sẻ gì cuộc sống bên này hoặc với kinh nghiệm bất động sản thì Đình chia sẻ hết cho anh chị với cái hiểu biết góc độ của Đình.